Em sẽ cầm cái ạc của anh Tuấn Trầm Hương đi tống kim Thì ạc của anh Tuấn Trầm Hương đồ đường môn cũng khá là ok anh em ạ Đầu tiên là cái nỏ 39, à 38, sát thương 98% Đây là một cái nỏ mà em nghĩ là về lượng sát thương cũng mắc bình rồi à, Không phải là hàng nô nhưng mà cái tầm này thì cũng là quá đẹp trai rồi Không phải, không phải, thua thì thua thì cũng chỉ chục điểm thôi Thì cũng không quá tranh lệch quá nhiều Một cái mũ phòng thủ vật lý 20, sinh lực 33, à, nội lực 15, ok phục hồi 40, kháng băng 15 sinh lực 87, nội lực 118 sinh lực nội lực đẹp, kháng băng cũng ở mức tầm trung ok, dây truyền kháng tất cả 12, kháng băng 12, sinh lực 29 dây truyền này anh ấy mua là 1 triệu mấy, ấy, gần 2 triệu ấy anh em ạ triệu rưỡi thì phải, đấy cái dây truyền này này, một cái bao tay phòng thủ vật lý 19, sinh lực 12 khá thiên về phòng thủ vật lý anh em ạ đấy nhẫn kháng hỏa 15, sinh lực 127 nội lực 121 Nhẫn làm chậm 40, sinh lực 57, nội lực 45, ẩn 1, thân pháp 19, có nhận quá đẹp cho đường môn rồi. Thân pháp làm chậm quá đẹp cho đường môn. Một cái đai lưng làm chậm 40, thân pháp 17, sinh lực 39, nội lực 20 cũng là một cái đai đúng là hai món này quá đẹp cho đường môn. Hai món này cộng lại thân pháp là 36 điểm rồi, quá ngon. Ngọc bội uh, sinh lực 156, kháng lôi 15, nội lực 64 cũng là một ngọc bội quá ngon. Ngọc bội này thì kháng lôi hơi bây giờ nếu như em nhớ không nhầm thì đợt trước ạ thì lúc ngọc bộ này mới ra thì hàng đô đấy bây giờ thì nhìn nó kháng lôi hơi thấp nội lực cũng hơi thấp một chút nhưng mà để mà nói thì cái ngọc bộ này vẫn là ngọc bội à, 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 binh chi linh anh em ạ cần như này thôi là đẹp trai rồi giày đang sử dụng một cái giày tóc 37 kháng hỏa 17 sinh lực 77 nội lực 40 một cái giày em đánh giá là ok à, tổng quan về xét đồ thì hiện tại em mức làm chậm là làm chậm 80 không cần tráng không cần chán mức kháng hỏa thì ở mức ok thôi mức kháng hỏa 32 32 cộng với 12 là 44 để em nghĩ là mức kháng hỏa này thực dạng tạm tạm nếu mức tầm trung về kháng hỏa lượng phòng thủ vật lý hiện tại là phòng thủ vật lý 36 kháng lôi 52 nó là ok rồi về mức này đi vào tống kim ăn lắc thì em nghĩ là khá là ok chỉ có mức là à, em nghĩ là máu khá nhiều Cái lượng máu khá nhiều lượng máu khá nhiều thì đâm ra là là không thiên về sát thương Nhưng nếu như em Oled nhé, Em Oled mà cầm ạc này nhé, Em Oled sẽ đánh khoảng tầm Trăm hai đến trăm ba sinh khí thôi Phải gần năm trăm dân Pháp Đấy, Nếu mà em Oled Mà là sở hữu ạc này Thì em Oled phải đánh cái tầm đó Đấy, Phải cỡ năm trăm Pháp Còn uh, sinh khí cỡ trăm hai trăm ba thôi Đấy, vì được cái em tự tin vào cái vấn đề nhồi máu của mình nên là em OLED tự tin để có thể đánh thiên về sát thương nhiều hơn. Đấy, tổng quan về set đồ này thì đây là một con đường môn cũng để mà nói đường môn ở trong server trừ cái dàn của anh A7 uh, trừ cái dàn như cái con A7 Sport Black của anh húp lọt đấy thì em nghĩ là các con đường môn cơ bản nó cũng xem xem nhau, không có sự tranh lệch quá nhiều ở các con đường môn anh em ạ. Như con linh bông cong thì uh, thiên sát thương hơn à, con 47 quân PK thì em không rõ con bún hến thì em cũng không rõ à, đây là những con đường môn em đang cầm thường là con linh mông cong sẽ đam khoảng tầm 5 k 6 5 k 7 đấy không 5 k 2 như thế này đâu con này sát thương hơi thấp một chút à, Nhưng mà hôm nay em sẽ đánh tống kim gạc này xem như thế nào ok anh em nhé và đây là anh tuấn trầm hương thuộc uh, biên chế của bang uh, hoàng gia Cũng thiên hạ truyền kỳ com cảm ơn tất cả anh em theo dõi uh, clip soi đồ cao thủ nha hôm nay em sẽ đánh gạc này trong top 10 đảm bảo cho anh em xem